Chợ tự phát họp tại khu vực tổ 1 phường Thanh Trường ngay trên trục quốc lộ 12 đã tồn tại nhiều năm qua. Người dân mặc nhiên họp chợ ngay ven trục đường quốc lộ. Chỉ một đoạn đường chưa đầy 1 km mà có đến hàng trăm người dân bày bán rau, củ quả, trái cây, thịt cá. Người mua đi ngược chiều, dừng đỗ xe ngay dưới lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm. Không phải nhiên giao thông thì cũng không lo lắm đâu anh ạ. Bởi vì đường đấy là đường của nó hai chiều, đường của xe đi, còn đường của xe máy đi, không ảnh hưởng gì đến giao thông đâu. Vào cuối giờ chiều là thời điểm nhóm họp chợ tấp nập. Người bán hàng chủ yếu là những người dân quanh vùng với các mặt hàng thời vụ do gia đình mình tự làm ra. Vào chợ do nhà nước xây dựng thì bất tiện và cũng không cạnh tranh được với những hộ tiểu thương chuyên nghiệp, nên ban đầu họ bày tạm ra vỉa hè, rồi người nọ theo người kia lâu dần thành chợ. Thế bán ở đây thì sao không mang vào trong những cái chợ mà của nhà nước xây lại bán ở ngoài đường này? Nhưng mà cái chợ đấy người ta có chú người hết rồi, thì mình cũng có chú người. Mình không có chú người, người ta cũng cho người. Thế phải chịu khó. Bán này có biết là cạnh đường này có biết là nguy hiểm an toàn giao thông không? Có nhiều nhà mà cho ai đấy. Cũng công an không về tuổi thôi, nhưng mà mình nghèo, không có gạo, không có muối thì phải bán rồi ít tiền thì mua gạo đi ăn thôi. Thì bây giờ là bán hết các cái chỗ ngồi rồi, thì những cái người mà người ta đi chợ nên là người ta không có chỗ ngồi, ta ngồi thì người ta phải đi ra những chỗ chợ tạm người ta ngồi thôi. Đây là tất cả những cái bà con này, ngày xưa ví dụ người ta ngồi chợ Mường Thanh chẳng hạn, nhưng mà bây giờ chợ Mường Thanh nó co hẹp lại, người ta không có một cái chỗ nào người ta ngồi thì buộc người ta phải ra chợ tạm người ta ngồi thôi. Người mua cũng thấy tiện vì không phải gửi xe chen lấn trong chợ, ở đây chỉ dừng lại và mua. Xe máy để ngược xuôi, thậm chí cả ô tô ngang nhiên chiếm mất phân nửa phần đường của các phương tiện tham gia lưu thông. Tôi thường xuyên là về đây anh ạ, thường xuyên ở đây mua bán hàng hóa, mà hàng hóa ở đây nói chung là còn phong phú hơn là ở chợ 13 ở đằng kia, cho nên là nhân dân tất cả các nơi họ về đây nhiều nhất đấy. Lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân nhắc nhở, nhưng khi rút đi thì đâu vẫn vào đấy, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ mua bán. Đã trở thành thói quen thiếu ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân. Nhiều người lấy lý do mưu sinh vì sự nghèo khó để biện minh cho hành vi lấn chiếm của mình. Dẫu biết sinh kế và việc cùng mua cùng bán là yếu tố để chợ tự phát hình thành và tồn tại. Tuy nhiên, người dân không nên vì thế mà bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình và sự an toàn của người khác.